đình Bùi Thị của chúng ta sống trong khu phố này tổng cộng là 18 năm. Không biết lý do từ đâu mà cả hai dòng họ có hiềm khích với nhau. Mày nói tao là sống trong rừng ra là cả đời không biết đâu, không phải xin phép, không biết nhục. Ê, gì vậy? Có gì mà cứ tâm sự với con đi. Tự nhiên gia đình tao mà tâm sự với mày kia. Mày chưa vừa làm cái sao mày về thế? Cái lời mày nạt đó làm sao? Con mới nghe từ mấy lâu nay chúng ta lừa dối mẹ. Hai đứa ra khỏi nhà này mà đám cưới muốn làm cái gì cũng được. Chưa có chồng mà tập cho nó cẩn thận. Nó mấy cái nhỏ này nè đó, đàn ông nó không mè mè mấy cái chồng này. Hết cãi nhau, hòa thuận hết rồi đúng không? Còn quá.